Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bí đỏ chiên. Ngoài bí đỏ thì các bạn dùng khoai lang cũng được. Tại công thức bột này thì mình dùng để nhúng nha, nhúng rau củ. Ở đây thì mình sẽ có là khoảng 500g bí đỏ. Thì bí đỏ khi mua về mình gọt vỏ rồi mình sẽ sắc thành miếng như thế này nè. Hoặc là tùy theo các bạn thích sắc hình sao thì tùy nha. Bột thì mình sẽ dùng là 3 loại bột. Bột gạo 250g, bột mì đa dụng làm dùng 100g, bột năng là 50g, một quả trứng gà 30g bột béo. Bột béo để nấu trà sữa hoặc các bạn dùng sữa bột của trẻ em cũng được nha. Có thì mình cho vào 10g bột sư tử. Bột sư tử nó sẽ giúp cho cái bột của mình nó sẽ thơm hơn. Có thì còn cho vào nha. Hai thứ này có thể là không cho vào cũng được, tùy theo các bạn. Nửa muỗng cà phê bột nổi hay còn gọi là baking powder, nó sẽ giúp cho cái bánh mình nó xốp nó ngon hơn. Một muỗng canh mè trắng, bột nghệ, nước lọc thì mình sẽ dùng là 350ml nước lọc. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Giờ mình sẽ đi pha bột nha. Mình cho tất cả những cái này vào. Bột sư tử với bột béo thì các bạn có thể tìm mua ở những cửa hàng mà bán nguyên liệu làm bánh hoặc mua trên mạng cũng được. Mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Bột nghệ thì sẽ giúp cho cái màu bột nó đẹp hơn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nghệ, 3 muỗng canh đường, mỗi một muỗng canh là 15g các bạn. Muỗng canh gạt ngang nha. Mình sẽ cho nước lọc vào, khoan nó cho hết nha các bạn. Chừa lại một ít thôi để mình canh mình điều chỉnh bột. Mình khuấy bột lên cho nó đều rồi các bạn để bột nó nghỉ khoảng 10 phút cho bột nó nở nha. Mình cho hết vào luôn nha. Các bạn nhớ khuấy để cho nó tan đường nha. Nếu như bạn nào mà ăn chay thì các bạn không cho trứng gà vào, nhưng mà các bạn điều chỉnh lượng nước lại nha, thêm một tí nước vào. Nhưng mà có trứng gà thì bánh nó sẽ xốp nó ngon hơn. Bột nó sẽ sánh như thế này nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ để yên cho bột nghỉ nha, nhớ là phải cho nó tan đường ra. Dầu nóng thì mình sẽ cho vào chiên nha. Mình cho bí vào bột, rồi mình nhúng mình chiên thôi. Ban đầu thì mình sẽ để lửa lớn nha. Mình tách tách nó ra như các bạn để nó dính. Mình sẽ chiên cho nó hơi ráng vàng, sau đó mình sẽ nhúng bột lại thêm một lần nữa để cho bột nó giòn, nó dày cái vỏ hơn. Còn bạn nào thích cái vỏ nó mỏng thì mình nhúng một lần thôi, mình chiên nó khi nó vàng là được. Mấy cái này nó cũng ráng ráng vàng rồi nè, mình sẽ cắt nó ra nha. Mình để cho nó nguội khoảng 5 phút rồi mình hãy nhúng. 5-10 phút rồi mình hãy nhúng thêm một lớp bột nữa rồi mình chiên lại lần 2.
Cái này các bạn có thể mình làm nhiều á, rồi các bạn chiên cho nó hơi rám vàng như thế này nè, sau đó các bạn đem hụi rồi đông đá. À, khi nào ăn á, thì các bạn cho vào nồi chiên không dầu mình chiên, hoặc là mình chiên ở trong dầu lại như thế này. Rồi mình sẽ nhúng dầu này, mình sẽ nhúng vào bột mình chiên lần hai nha. Mình thấy các bạn nên nhúng chiên hai lần thì nó sẽ ngon hơn nha. Bánh nó xốp ngon lắm. Cái nào nó vàng mình gấp nó ra. Cái này nó vàng mình thấy được rồi nè. Mình sẽ gấp ra. Mình đã chiên xong rồi nè các bạn. À, các bạn có thể là mình ăn không, hoặc là mình chấm với tương ớt nha. Hoặc có thể là các bạn lắc phô mai á. Bột phô mai mình cho và mình lắc lên cũng được. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bột xốp ngon các bạn, độ ngọt nó cũng vừa nữa. Với món này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Cái vỏ nó giòn, nó xốp. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.